Rồi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Tôi là Đức và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của Đức. Và hôm nay mình sẽ trả lời cho một bạn. Mình kêu gì đi ha? Bạn ha? Bạn nói như thế này, có một câu hỏi như thế này các bạn. Nuôi thì 40.000, chắc 40.000 con nuôi lên được 1 kg, bây giờ thì mình muốn thả xuống ao đất có được không? Thì các bạn biết thì hồi trước thì mình nuôi bể xi măng, thì bây giờ mình nuôi bể đất được không? Tất nhiên là được các bạn, không sao hết. Mình nuôi gần ở chỗ mình thì rất là đơn giản và vận chuyển cũng rất là dễ dàng, không có qua một quá trình là thời gian vận chuyển rất là xa xôi thì sẽ rất ảnh hưởng đến trong cái quá trình vận chuyển, ảnh hưởng đến con cá trình rất là nhiều, có thể gây cho cá nó sẽ bỏ ăn. Nhưng mà thông thường thì mình sát chiếc và ở gần sáng bên thì nó đi trong vòng một ngày hoặc ngày thứ hai thì nó ăn lại thôi. Đó là sức và nền đất sét. Thì vấn đề của bạn là nền đất sét độ 20 phân được không? Được, mà với lời hồi trước mình bị đổ xuống nền mà đất á, thì nó sẽ có bị gọi là nó ra bùn rất là nhiều, gọi là phẳng bùn non đó các bạn. Thì cái này thì các bạn có thể là chúng ta xi phong, chúng ta dớt bớt đi, thứ nhất. Thứ hai nữa là mình sẽ dùng xử lý các men vi sinh hoặc là giảm cái khí độc NH3 và NO2, NO3. Thì cái này thì các bạn phải nên xử lý, mua cái loại men xử lý bằng men vi sinh. Đó, men vi sinh. Men vi sinh thì men vi sinh thì các bạn biết men vi sinh là cái rất là đơn này gần ha. Men vi sinh thì rất là tốt, nói chung là sẽ phân hủy chất hữu cơ trong bùn bã, trong ao đất rất là tốt. Thì chúng ta nên đánh cái vi sinh hoặc là xử lý những loại mà đã có thể giảm cái đồng độ NO2 đó, sẽ không còn NO2 nữa trong ao nữa, thì những đó là khí độc thì sẽ không tốt, hoặc là NH3 thì đó, cái đất đó cũng rất là độc, chúng ta nên xử lý bằng đó. Thì theo cái định kỳ thì chúng ta đánh thôi. Và đó những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn để biết rõ mà chúng ta nên làm thì sẽ tránh được cái trường hợp nó rủi ro hao, vì làm cho cá của mình dễ bị nhiễm khí độc. Đây là một cái vấn đề rất là nan giải và nhiều người không biết và vô tình cũng sẽ gặp. Tại vì sao? Tại vì khi nuôi, trong quá trình nuôi thì đương nhiên lượng bùn non sẽ tự trong bùn á sẽ tạo ra những do những quá trình. Và thứ hai nữa là phân cá sẽ thải ra, và lúc đó thì sẽ bị thải ra thì cho nên nó sẽ thải ra khi nó sẽ bị trong phân á có nhiều sẽ khí độc sẽ tạo ra trong nước. Cho nên vấn đề mình phải dùng men vi sinh hoặc là cái chất giảm NO2 và NH3 ha. Thì cái này là khí độc không tốt cho cá, chúng ta nên trừ khử nó đó. Thì cho nên là trừ khử nó như vậy thì sẽ rất là có lợi cho cá của mình, và cá của mình sẽ yên tâm và cho sống trong môi trường nước sạch và có thể lớn nhanh hơn. Thì câu hỏi của bạn thì các bạn nói là lấy đất sét và trộn cát vàng cho đỡ giảm, thì các bạn cái đó cũng là một cách, nhưng mà mình thấy không có, cũng hay nhưng mà thật ra mình cũng không có chưa có ý nghiệm bây giờ. Nhưng mà mình, nếu mà chúng ta nên xử lý về khí độc thì chúng ta nên là xử lý bằng dạng các loại thuốc hoặc men vi sinh. Các bạn men vi sinh hoặc cái dòng mà cũng dạng mà người ta vi sinh mà dùng du lai nè, ta đánh ra nước sạch và khử độc trong môi trường nước với lại đáy ao luôn đó. Thì cái đó rất là tốt nha. Vi sinh thì có men vi sinh, men chất phẩm sinh học đó,
các bạn ngâm ủ hay là các bạn trực tiếp cũng được. Thì đánh sơ đâu đó thì chúng ta thời gian thì nó sẽ phân hủy được cái chất bùn và chất phân và thức ăn dư thừa nữa, thì mấy cái đó nó sẽ phân hủy theo thời gian ha. Rồi những gì mình chia sẻ cho quý bà con biết và như vậy đó. Ơi thì các bạn có, nếu mà các bạn muốn có đặt câu hỏi gì thì hãy mình không phải liên hệ, phải đặt comment ở bên dưới. Đây là cái bể mình cũng nuôi là bằng bể bùn các bạn. Đây là bể bùn mà mình đang nuôi, với mật độ thì rất là thưa, chưa tới hai con, chưa được hai con trên một mét vuông các bạn. Bể này khoảng 30 mét vuông, 30 mét vuông khoảng 60 con, rất là thưa luôn. Thì thông thường thì các bạn nên nuôi thì lúc nhỏ thì các bạn từ 5 đến bằng đây hay là bằng con út nè, con cái nè, thì khoảng là từ 5 đến 10 con trên 1 mét vuông ha. Có thể 10 con, nhỏ quá thì 10 con, 15 con cũng đó ngoài. Khi mà mình lớn lên rồi thì chúng ta phân chiếc cũng bể này cỡ mà một lạng á. Cá mà trung bình một lạng á thì các bạn nên nuôi thì cỡ 150 cho đến 200 con đổ lại thôi. Đừng có quá nha, nhiều quá không tốt. Và khi mà nuôi đến cá được 2 đến là đến nửa ký thì các bạn phân lên xuống còn 100 đến 3 nửa ký thì các bạn nên là từ 100 con, từ 150 đến 100 con. Đó. Rồi khi mà cá xuống được lên là 2-3 ký thì các bạn nên giảm bớt còn vài chục con thôi, là khoảng 60 con, trung bình 2 con, bể 2 con trên 1 mét vuông đó. Thì các bạn nuôi cá nó sẽ lớn rất là nhanh và tạo cái khoảng không gian cho cá nó phát triển. Khi mà nuôi mật độ ở bùn thì nó sẽ cái điểm là sẽ giảm cái số lượng lại. Khi mình nuôi như vậy thì mình theo mình kinh nghiệm mình đã nuôi thì cá nó sẽ phát triển rất là đều và rất là lớn, rất là ok, rất là nhanh lắm. Mình có thể nhanh lớn nhanh mà mình không tưởng luôn đó. Nhiều lúc mình bởi bỏ thôi, cỡ nửa ký thôi, nhưng mà vài cỡ 2-3 tháng sau thì lại cá nó lên 2-3 ký cũng có. Khi mà tốc độ phát triển cá nó là ok, nó cái môi trường nước rất là quan trọng. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho tất cả quý chú và anh chị ha. Có nhiều người tiện nay thì rất là nhiều bạn trẻ cũng rất là nuôi cái mô hình cá trình này. Thì cá trình là một loại cá mà có thị xà có giá trị kinh tế rất là cao các bạn. Thì thông thường thì nó cũng chăm sóc rất là đơn giản. Thì thông thường mình bỏ đây rồi mình đi làm thôi. Rồi khi mà mình đã quyết định mình nuôi thì đương nhiên mình tập trung mình nuôi số lượng nhiều. Còn Đức thì nuôi số lượng rất là tương đối với chứ không có nhiều lắm. Như giống như thí điểm thôi, nuôi những bảo môn binh thôi các bạn. Thời gian tối về làm 2 tiếng của đó dành công việc mình làm thôi. Cũng chẳng có tốn kém gì nhiều. Thứ hai mình nuôi đó thời gian chăm sóc cũng rất ít. Bùn thì mình thay nước, cách thay nước của mình thì cũng rất là đơn giản. Ngày có thể thay được chút xi phong lấy nước chút xíu. Và thứ hai nữa là mình cứ định kỳ nửa tháng mà một tháng thì mình xả nửa bể hay là 70% bể xả ra, rồi mình bơm nước mới vào, là xi bông hồ đấy rồi mình vớt rồi lên, rồi nó mấy cái nào nó phẳng non đó thì mình hút đi, bỏ đi. Nếu các bạn ấy thì chúng ta nên định kỳ thường xuyên đánh men vi sinh thì cho nó bể nước của mình nó sạch và nó có thể phân hủy các bùn bã hữu cơ và các khí độc rồi nó sẽ giảm xuống. Nếu chúng ta không đánh một thời gian dài thì nước của mình sẽ bị rất là trơ, và thứ hai nước ô nhiễm trong bể sẽ rất là nhiều và hình thành từ đó. Đức cũng nuôi trong thời gian vừa rồi cũng bị khí độc rất là nhiều, khí độc
ao chỉ nổi bột bèo rồi xì lên ghê lắm. Vẫn mặc dù mình vẫn bơm nước mới vào, cách chúng ta nên ấy thì chúng ta nên làm tốt nhất khi mà bể nuôi trong thời gian cỡ từ 2 đến 3 năm thì chúng ta nên có cách để mà phải làm một cái bể dự phòng các bạn. Chúng ta nên sang khi mà ao nó bị ô nhiễm rồi thì chúng ta nên có một cái ao mới để đưa cái đàn cá này qua cái ao mới đó. Đó thì cá nó sẽ phát triển tốt hơn, ok hơn, đảm bảo an toàn hơn, chất lượng hơn đó, cá phát triển vù vù luôn đó. Còn mà mình nuôi tiếp tục, mình nuôi trong bể này miết á, khi mà gặp khí độc thì nó sẽ không tốt, nó sẽ gây hại đến hao cá luôn. Rồi để các bạn nào coi tới đây rồi thì thôi, các bạn nào hãy nhấn nút like nha. Nếu các bạn nào quên chưa đăng like thì hãy nhấn nút like cho mình 1000 like được. Thôi hy vọng 100 like thôi. Từ bây giờ chưa thấy cái nào 100 like, 1000 like chưa nha. Các bạn nào nếu đã coi tới đây chúng ta không nên tiết kiệm. Mình cũng đâu có tiết kiệm, mình chia sẻ đúng không? Thì các bạn cũng cũng chẳng tiếc, cũng mất, chẳng mất 1000 nào. Bấm vô cái like để cho có như có động lực cho mình chia sẻ tiếp cho vui thôi. Đó, chia sẻ bấm nút like thì các bạn cũng đâu có tốn 1000 xu nào đâu đúng không. Các bạn khi đây thì mình đã chia sẻ cho tất cả các anh chị, các anh luôn, như có gì cứ đặt thì mình sẽ biết, thì mình sẽ trả lời cho các bạn, cho các anh biết. Rất là ok ha. Rồi cảm ơn các bạn đó, anh chị và các bạn rất nhiều nha. Rồi đã bạn nào chưa like thì rồi nhấn nút like đi ha. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn chú con, chúc mọi người xem video của Đức là nhiều sức khỏe và thành công hơn ha, vì cái mô hình của mình sẽ được ok hơn và sẽ được cái con đường của mình lựa chọn. Thì là mới siêu thì cái trình con, cái trình là bạch tử các bạn, thì có lẽ là mình hôm sau mình sẽ chia sẻ về cái trình bạch tử cho các bạn thêm chút xíu để mọi người sẽ hiểu hơn con này. Nếu như không hiểu thì hôm nay nó có từng giai đoạn ương nó như thế nào, trong bao nhiêu ngày nó sẽ bị gì kia nọ. Thì nói chung khi mà người mới vô thì sẽ giờ rất là bị dính, và cách chữa trị và phòng bệnh như thế nào thì không biết đúng không. Thì cho nên rất là khó cho những người mới. Rồi những người cũ thì có thể là họ đã thất bại rồi, sau họ rút kết cho mình một cái kinh nghiệm đó, một cái kinh nghiệm cho họ là họ sẽ giữ đó và nuôi, sẽ ương nuôi và bán cho các bạn. Thì thôi bye bye mọi người nha. Rồi ok, bye tất cả luôn nha. Bye bye. Bye bye. Rồi, xa quá không thấy mặt mình. Giờ gần lại, giờ thấy ha.